Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình xin gửi đến tất cả các bạn bài phân tích chi tiết nhất về tập 12 Skibidi Zambai. Hoàn toàn đúng như những gì mình đã dự đoán ở video phân tích tập 11. Bằng những chức năng của bình X18, Z-Man đã thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm và lật lại được tình thế trận chiến với Spiker-Man và Skibidi Michael Jassy. Toàn bộ những chức năng mà Z-Man đã sử dụng, đó là những chức năng gì? Nope. Tại sao mắt của Z-Man lại tự nhiên biến thành màu xanh được? Tên bác sĩ dịch bệnh đã muốn làm gì với Z-Man? The Real Man của chúng ta chính thức xuất hiện. Nhưng các bạn có thấy điều gì bất thường từ anh ấy không? Tại sao chiếc máy bay của tộc Spiker-Man này lại rời đi mà không cứu camera POV của chúng ta? Kẻ phản bội TV-Man lại xuất hiện. Âm mưu của hắn ta là gì? Diễn biến tiếp theo của tập phim sẽ đi về đâu? Tất cả câu trả lời sẽ có trong video này. Chính vì vậy, các bạn nhớ theo dõi đến hết video để không bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào nhé. Trước khi bắt đầu video, mình rất mong các bạn ủng hộ, đăng ký kênh của mình để mình có thể đạt được 10.000 sub trong tuần tới nhé. Vì nếu các bạn đã sẵn sàng đăng ký cho các kênh YouTube khác như Đa Phúc Bom, Dom Studio hay là Monster Up, họ đều là những kênh người nước ngoài, thì tại sao chúng ta là người Việt Nam mà không thể giúp đỡ nhau một chút đúng không mọi người? Hãy chứng minh rằng người Việt Nam chúng ta đoàn kết và là một tập thể mạnh nhé các bạn yêu. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Mở đầu video là cảnh cuối tập phim 11. Nhưng tại khung hình này, Monster Up lại tiếp tục thay đổi hình ảnh. Nếu ở tập 11, chiếc mũ của Michael Jassy này là màu sữa pha trộn màu đen, thì đến tập 12 này, chắc anh ta đã tranh thủ chạy ra ngoài thay chiếc mũ màu đen mất rồi. Có lẽ chỉ vì phong thủy mà thôi. Lúc này đây vẫn là tình cảnh vô cùng nguy hiểm khi lưỡi cưa của Michael Jassy đang cưa vào phần cổ của Z-Man. Và Z-Man giờ đây lại bật màn hình hiển thị các chức năng của bình X18 này. Và anh ta đã chọn đến chức năng khiên bảo vệ. Ngay lập tức một lớp khiên xuất hiện, đẩy lùi ngay Spiker-Man và Michael Jassy ra phía xa. Ngay sau đó, màn hình hiển thị tiếp tục hiện ra. Màn hình này có ý nghĩa mức độ tiêu thụ năng lượng. Quan sát màn hình chúng ta thấy phía bên trái này là mức độ còn lại của 4 vạch pin. Z-Man dùng ngón tay vuốt tăng hết cỡ mức ở cột màu trắng này. Nhưng chúng ta cũng cần quan sát một điều, còn có một cột màu đỏ ở giữa nữa cũng tăng theo khi Z-Man tăng cột màu trắng này. Với biểu tượng tam giác có dấu chấm than này, thường đó là các biểu tượng cảnh báo nguy hiểm khi sử dụng vượt quá mức độ cho phép của một thứ gì đó. Quay trở lại video, khi Z-Man đã tăng hết năng lượng ở cột màu trắng, ngay lập tức chúng ta thấy một nguồn năng lượng cực mạnh từ phần lõi của anh ấy được đẩy lên phía đầu, khiến Z-Man giờ đây có các mạch máu màu xanh và đôi mắt cũng trở thành màu xanh luôn. Giờ đây, tại vị trí cánh dây thép bên trái đã bị cắt đứt, mọc ra cánh tay súng. Z-Man ngay lập tức bắn vào zombie Michael Jassy, làm anh ta bay ngay về phía sau. Lúc này, Spiker-Man cũng lao vào tấn công và bị Z-Man giữ lại. Nhanh như cắt, cánh tay súng này lại lập tức chuyển đổi thành một thứ khác. Đó chính là cánh tay bằng dao, giống như ảnh lít mà mình đã nói trong video phân tích lần trước. Z-Man đâm liên tiếp vài lần vào Spiker-Man và sau đó đấm anh ta gục ngã xuống đất. Lúc này tên Michael Jassy vẫn chầy cối quay trở lại tấn công Z-Man. Lại thêm một lần nữa, anh ta bị tóm lại rồi bị Z-Man ấn đầu xuống đất, kéo dài một đoạn trước khi lém hắn về phía xa. Và lúc này cánh tay của Z-Man lại quay trở lại trạng thái là cánh tay súng. Đến đây, mình đang bắt đầu có thắc mắc. Nếu bạn còn nhớ, để sử dụng một chức năng của bình X18, thông thường Z-Man phải bật màn hình lên và chọn các chế độ mới. Nhưng từ ban nãy, lúc mọc thêm cánh tay súng rồi lại chuyển qua cánh tay dao và giờ lại quay lại cánh tay súng này, tại sao Z-Man lại không phải bật thêm màn hình một lần nào nữa? Xin thưa với các bạn, theo mình, đó là vì ban nãy có lẽ anh ta đã ấn sử dụng mức năng lượng cao nhất, giống như việc toàn bộ năng lượng từ bình X18 này xâm nhập vào cả cơ thể của anh ta, giờ đây biến anh ta thành Z-Man với tên gọi mới, đó chính là Z-Man X18. Nope. Điều đó khiến sức mạnh của anh ta chỉ cần thay đổi suy nghĩ là có thể chọn các chức năng khác nhau của X18 này. Quay trở lại với video, lúc này đây Z-Man bắn ra một viên đạn
và anh ấy đã sử dụng bàn tay để nắm lấy nó lại. Tại khung hình này có khá nhiều chữ mà mình không thể quan sát được chính xác đó là gì, ngoại trừ dòng chữ này được nhìn rõ mà mình thấy nó không có ý nghĩa gì cho lắm. Và sau đó, G-Man đã ném quả đạn vào người Speakerman. Chưa dừng lại, G-Man tiếp tục sử dụng chức năng móng vuốt mà mình đã nói ở video trước. Anh ta lao đến và đâm vào mặt Michael dắt xe. Đặc biệt, anh ta sử dụng một khả năng mới từ chính đôi mắt màu xanh này. Có vẻ như nó vô cùng mạnh, nhưng mình đang không biết liệu thứ ánh sáng màu xanh này có khả năng chữa trị cho Michael dắt xe hay không, hay chỉ là để kết liễu anh ta mà thôi. Giờ đây lúc này Speaker Zombie cũng lao đến POV và muốn ăn thịt anh ta. Tại khung hình này, mình nhìn thấy một thứ gì đó trong họng của hắn ta, nhưng không thể đoán được nó có ý nghĩa gì. Chắc là Speakerman của chúng ta bị ho và đây là đờm của anh ta đấy thôi. Úi trời ơi, nói xong tưởng tượng mà ghê quá trời. Camera POV đang gặp nguy hiểm thì lại một lần nữa G-Man đến và cắt đứt một cánh tay của Speaker Zombie. Nhưng bất ngờ tên bác sĩ dịch bệnh đã chính thức lộ mặt. Hắn ta tiếp tục sử dụng sức mạnh của mình giống như cái cách mà hắn ta đã thực hiện với Astro Toilet. Nhưng lần này thì không dễ dàng đến vậy đâu. Một luồng năng lượng được phóng ra từ ngực của G-Man khiến hắn ta bị đẩy lùi lại. Có thể đây là cơ chế tự phòng thủ của G-Man chăng? Lúc này có vẻ tên bác sĩ nhận ra G-Man không dễ ăn đến vậy, chuồn là thường sách thôi. Và hắn ta đã dịch chuyển để bỏ chạy. Và giờ đây G-Man bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi và đổ gục xuống đất. Có vẻ như anh ta đã dùng quá nhiều năng lượng để giao chiến với bọn zombie này nên giờ đây đã bị kiệt sức. Speaker G-Man thấy ngon ăn lại định xông lên trong lúc người khác nằm bất động, thì bất ngờ một bàn tay sắt từ đâu bay đến kéo hắn ta đập mặt xuống đất. Và cuối cùng Titan The Real Man đã xuất hiện. Nhưng các bạn có thấy The Real Man này lạ lạ không? Nếu các bạn còn nhớ, trước đây đã có một tấm ảnh dán và ghi rằng The Real Man là kẻ phản bội, nhưng màu sắc trang phục trong ảnh và nhân vật xuất hiện này thì không hề giống nhau. Liệu đây có phải là do Monster Up quên hay không? Hay còn có một The Real Man nào khác? Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy bình luận để cho mình biết với nhé. Quay trở lại video, có vẻ như tên bác sĩ đã rời đi và cũng ra lệnh cho Speaker Zombie rút lui, nên hắn ta cũng bay và rời khỏi đó. Bất ngờ, camera POV lại hướng đến ở phía góc khu rừng. Chúng ta thấy một chiếc máy bay của tộc Speakerman. Tại khung hình này, chúng ta thấy hai tấm biển dán trên cây. Tại bức ảnh này có ghi Cameraman là kẻ phản bội. Còn bức ảnh bên cạnh này thì sao? Dòng chữ bên dưới khá mờ mà mình không dám chắc. Tạm dịch dòng chữ này có ý nghĩa họ bảo vệ kẻ thù của họ. Thật sự hai bức ảnh này là mình vô cùng khó hiểu. Ai là người đã treo chúng lên? Và nó có ý nghĩa gì? Hay đó chỉ là ảnh chôn của Monster Up làm ra để cho chúng ta rối não hơn mà thôi? Các bạn hãy nói ý kiến của mình ở phần bình luận nhé. Tiếp tục quay trở lại video, chúng ta thắc mắc tại sao máy bay của tộc Speaker lại ở đây và họ rời đi nhưng không cứu bất kỳ một ai. Mình có giả thuyết về điều này như sau. Có vẻ như Titan của họ đang bị khống chế nên họ chỉ đến và trợ giúp Titan Speakerman thôi. Giờ đây Titan đã rời đi và họ cũng rời đi theo để quan sát mà thôi. Nhưng đúng là không hiểu nổi nên anh chàng Skibidi đầu chọc này cũng ngơ ngác nhìn camera POV. Bất ngờ, tên TV Man phản bội lại dịch chuyển đến. Hắn ta vẫn có biểu tượng zombie này ở trên đầu. Không biết POV của chúng ta có nhận ra điều đó không? Sau đó, hắn ta vẫy chào giống như kiểu không có chuyện gì xảy ra vậy. Không hiểu hắn ta có âm mưu gì mà lại xuất hiện lúc này. Thật sự là vô cùng khó đoán đúng không các bạn? Nếu các bạn có bất kỳ phát hiện thú vị nào hoặc giả thuyết nào đó, đừng ngại comment để mình và mọi người cùng đọc nhé. Và trên đây là video phân tích chi tiết nhất về tập 12 Skibidi Zombie của Boom Game. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.